Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dòng chảy khí đốt của Nga sang châu Âu sụt giảm là do lỗi của chính phương Tây và cảnh báo điều này có thể sẽ tiếp diễn. Những bình luận của Tổng thống Putin đã cho thấy EU đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn khi liên minh này lo ngại việc Nga cắt nguồn cung khí đốt sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế và chính trị ở châu Âu trong mùa đông này. Phát biểu trước báo giới ở Tehran, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin cho biết lượng khí tự nhiên Nga được bơm qua đường ống dòng chảy phương Bắc tới Đức sẽ giảm thêm từ 60 triệu mét khối một ngày xuống còn 30 triệu mét khối một ngày. Chúng tôi nghe được một số ý tưởng sẽ hạn chế khối lượng dầu Nga và áp giá trần lên dầu Nga, nhưng kết quả sẽ không có gì thay đổi. Đó là sự gia tăng về giá cả. Giá cả sẽ tăng chóng mặt, kế hoạch của phương Tây khi áp giá trần lên dầu Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ chỉ khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu thêm bất ổn và giá cả tăng cao. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, EU đã áp lệnh cấm than đá và hầu hết dầu mỏ Nga có hiệu lực vào cuối năm nay, nhưng không bao gồm khí đốt, bởi EU phụ thuộc vào nguồn năng lượng này để vận hành các nhà máy, sản xuất điện và sưởi ấm. Tổng thống Nga cho biết Gazprom sẽ đưa một tua bin nữa đi sửa chữa vào cuối tháng 7, và nếu tua bin được đưa tới Canada không được trả lại vào thời điểm đó, lượng khí đốt sẽ tiếp tục bị cắt giảm thêm. Theo ông Putin, một lý do nữa cho việc giảm nguồn cung là do Ukraine đóng cửa một đường ống vận chuyển khí đốt Nga tới phương Tây đi qua khu vực do lực lượng ly khai được Nga ủng hộ kiểm soát. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Biden tới Trung Đông thăm Israel và Ả Rập Xê Út, Tổng thống Nga Putin đã đến Iran, quốc gia đang có quan hệ căng thẳng với Mỹ và phương Tây. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Tổng thống Putin kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2 vừa qua, và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Chuyến thăm của ông Putin tới Iran trùng thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, và hai ông sẽ gặp nhau tại thủ đô Tehran để thảo luận về một thỏa thuận nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine do Liên Hợp Quốc bảo trợ thông qua Biển Đen. Ngoài các cuộc gặp song phương, cuộc gặp thượng đỉnh tay ba giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cơ hội để Tổng thống Putin duy trì vai trò ảnh hưởng ở Syria bằng chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ cuối tháng 2 năm 2022 tới một nước ngoài khối Xô Viết cũ. Ông Putin thể hiện Nga vẫn có thể duy trì khu vực ảnh hưởng của mình ở vùng vịnh khi thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với Iran. Các quốc gia này đều không chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga và cũng không ủng hộ phương Tây trừng phạt Nga. Ngoài cạnh tranh địa vị chính trị với Mỹ ở vùng vịnh, Nga muốn chứng tỏ với phương Tây rằng họ không bị cô lập sau khi đưa quân vào Ukraine. Trước thềm chuyến thăm Iran của Tổng thống Putin, người phát ngôn Điện Kremlin tái khẳng định Iran là đối tác của Nga và Moscow coi trọng mối quan hệ song phương với Tehran. Còn đối với Tehran, việc xây dựng mối quan hệ với Moscow là cách để cân bằng ảnh hưởng của Mỹ và liên minh của nước này ở vùng vịnh. Hiện nay, Iran cũng đang đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây và có những bất đồng với Mỹ xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran và một loạt các vấn đề khác. Bên cạnh đó, bị thúc đẩy bởi giá dầu tăng cao kể từ sau cuộc chiến Ukraine, Iran tin rằng với sự hỗ trợ của Nga, nước này có thể gây áp lực buộc Washington phải nhượng bộ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đối với Iran, thúc đẩy quan hệ với Nga cũng là cách để cân bằng sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ và các liên minh của nước này ở vùng vịnh với các nước Ả Rập và Israel đối địch. Trong chuyến thăm của ông Biden tới Israel và Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, các nước này đã thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Trung Đông để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran có thể xảy ra trong tương lai. Do đó, Liên minh Hợp tác Quân sự Nga-Iran trở nên thiết yếu để cân bằng tam giác sức mạnh Ả Rập Xê Út, Mỹ, Israel ở Trung Đông. Đó cũng là cơ hội để Nga đặt dấu chân của mình sâu hơn vào khu vực. Đợt nắng nóng khắc nghiệt tại châu Âu kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra cháy rừng ở nhiều nước, khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa ở Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha suốt ngày đêm nỗ lực khống chế những đám cháy tàn phá hàng nghìn hecta rừng. Hơn 345.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở châu Âu chỉ trong vài ngày. Con số này gấp hơn 2 lần mức trung bình trong cùng giai đoạn 2006-2021. Ít nhất 420 nhân viên cứu hỏa, bao gồm cả một nhóm hỗ trợ đến từ Romania, đang căng mình chiến đấu với giặc lửa do bùng phát các đám cháy rừng nghiêm trọng, bao trùm cả khu vực núi Pentin, Hy Lạp. 4 vùng ngoại ô Athen và 2 bệnh viện gần đó đã được lệnh sơ tán. Cảnh sát tích cực hỗ trợ người dân địa phương di tản từ các địa điểm an toàn. Tổng cộng 24 máy bay chữa cháy chuyên dụng đã được huy động tham gia công tác dập lửa. Do gió mạnh, các nhân viên cứu hỏa đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc khống chế các đám cháy lớn lan nhanh khó kiểm soát tới khu vực gần nhà dân. Hiện tại chưa có báo cáo ghi nhận con số thương vong hay mắc kẹt cũng như thiệt hại về nhà cửa do cháy rừng gây ra. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa các con đường và chuyển hướng giao thông tại khu vực gần phạm vi các đám cháy, đồng thời triển khai tuần tra suốt đêm nhằm kịp thời ứng phó khi cần thiết. Các bệnh viện và xe cứu thương sẵn sàng túc trực, đặt trong tình trạng báo động cao. Tất cả các lực lượng cứu hỏa hiện có mặt tại hiện trường sẽ vẫn tiếp tục công việc dập lửa và sẽ được trang bị thêm thiết bị cần thiết để khống chế các đám cháy. Trong khi đó, các máy bay chữa cháy chuyên dụng cũng sẽ nối lại các hoạt động ngay rạng sáng mai. Nhiều nước châu Âu hiện đang phải trải qua nắng nóng như thiêu đốt. Thời điểm này, các bản đồ thời tiết ở châu Âu gần như đỏ rực. Giới khoa học nhận định biến đổi khí hậu gây ra sóng nhiệt cực đoan và dự đoán các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng hay hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới bùng phát các đám cháy rừng. Tại Tây Ban Nha cũng vừa ghi nhận hơn 30 vụ cháy rừng buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Cháy rừng cũng xảy ra dữ dội trên khắp nước Anh giữa bối cảnh các hộ gia đình phải sơ tán khi những nỗ lực chữa cháy cho các ngôi nhà của họ trở nên vô vọng trong bối cảnh mức nhiệt được ghi nhận là cao nhất mọi thời đại. Toàn bộ châu Âu đang chìm trong thời tiết nắng nóng kỷ lục, thậm chí có những nơi ghi nhận mức nhiệt lên tới gần 50 độ C. Tại nhiều nước ở lục địa già, muôn kiểu tránh nóng đã ra đời giúp người dân phần nào vượt qua được những giờ phút khó chịu nhất của thời tiết. Đây là hình ảnh quen thuộc của người dân Pháp trong những ngày qua, khi mà nhiệt độ tại đây lên tới 41 độ C. Các đài phun nước quanh thành phố bỗng biến thành những bể bơi. Thậm chí, việc ngồi cạnh những vòi phun này cũng giúp người dân thấy mát mẻ hơn. May mắn là chúng ta có cái đài phun nước này, dù ướt nhưng mát là được. Ở Đức, nơi nhiệt độ lên tới 39 độ C, các gia đình cũng đã đổ ra bất cứ nơi nào có nước, từ đài phun nước cho tới bể bơi hay cả những con suối. Đầu giờ chiều, đi ra hồ bơi thì khá dễ chịu, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Nhưng khi trời quá nóng, chúng tôi sẽ về nhà. Tại Anh, nơi nhiệt độ lên trên 40 độ C, các bãi biển chật kín người khi ai cũng muốn tận dụng mọi cơ hội để làm mát cơ thể. Đó là ban ngày, còn vào buổi tối, người dân sẽ có những cách chống nóng khác. Ở nhiều nước châu Âu vào thời điểm này, mô hình quán bar đóng băng đang trở nên thịnh hành. Ở thành phố Prada, Cộng hòa Séc, mọi người có thể tận hưởng không khí Bắc Cực ngay giữa mùa hè. Quán Ice Pub có nhiệt độ bên trong là âm 10 độ C, lạnh đến mức du khách được phát áo khoác lông cừu, găng tay và chỉ được ở lại bên trong khoảng 30 phút. Tại quán bar đóng băng ở Paris, Pháp, nhiệt độ thậm chí còn xuống tới âm 20 độ C, lạnh hơn bên ngoài khoảng 60 độ C, và những người đến đây phải rất cẩn thận để không bị sốc nhiệt khi ra khỏi quán. Còn tại Bỉ, để giúp người cao tuổi vượt qua thời điểm khó khăn này, một viện dưỡng lão đã thiết lập một căn phòng giải nhiệt, nơi họ có thể ngâm chân trong bồn nước và ăn kem, uống nước mát. Giữ cho cơ thể không bị mất nước là điều rất quan trọng vào lúc nắng nóng kỷ lục như thế này. Bước sang mùa hè cũng là lúc mùa lễ hội độc đáo ở châu Âu chính thức bắt đầu. Từ đua thuyền, ném cà chua hay giải vô địch lặn bùn thế giới, tất cả đều mang đến bầu không khí sôi động cho những ngày hè rực rỡ. Tại Đức cũng không ngoại lệ, hàng trăm người dân nước này đã đổ về hồ Starnberg để tham dự lễ hội đấu gậy độc đáo có từ lâu đời. Hồ Starnberg, Đức. Hàng trăm người đã có mặt từ sáng sớm để theo dõi cuộc thi đấu gậy, đi tìm vua ngư dân, một cuộc thi truyền thống đã có tuổi đời hơn 500 năm. Tham dự cuộc thi năm nay có 35 thí sinh đến từ khắp nơi trên nước Đức với trang phục ngư dân truyền thống sặc sỡ. Trên tay cầm những chiếc gậy dài, người chơi đứng trên thuyền, dùng gậy đẩy nhau xuống nước ngay sau khi có hiệu lệnh. Người chiến thắng là người cuối cùng trụ lại trên thuyền mà không bị rơi xuống nước. Tôi rất vinh dự khi có cơ hội tham gia cuộc thi tuyệt vời này. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi. Trong 5 tuần qua, chúng tôi đã tham gia 2 đến 3 buổi đào tạo kỹ năng. Cuộc thi rất thú vị. Chúng tôi đều cảm thấy ấn tượng với lịch sử của Bavaria. Thật vinh dự khi được tham gia cuộc thi. Tiếng hô hào, những tràng pháo tay cổ vũ hay những nụ cười rạng rỡ của những thí sinh không may rớt xuống nước đã phần nào xua đi bầu không khí hè oi ả tại đây. Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu bầu Tổng thống tạm quyền Ranil Wickremesinghe làm Tổng thống chính thức của nước này đến năm 2024. Tân Tổng thống Sri Lanka sẽ phải đối mặt với một số nhiệm vụ khó khăn, bao gồm giải quyết tình trạng bất ổn kinh tế nghiêm trọng của đất nước và hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc. Theo hãng tin Reuters, có 3 ứng cử viên cho ghế Tổng thống trong danh sách được Quốc hội lựa chọn và ông Wickremesinghe, người làm Thủ tướng đến 6 lần, là người nổi trội nhất. Hai ứng viên còn lại, một người thì được lòng dân nhưng thiếu kinh nghiệm chính trường, còn người kia lại quá ít sự ủng hộ để đảm bảo cơ hội chiến thắng. Chiến thắng cho ông Ranil Wickremesinghe không bất ngờ, nhưng theo hãng tin Reuters, ông hiện đang bị nhiều người dân Sri Lanka phản đối và do đó kết quả này có thể dẫn đến nhiều cuộc biểu tình hơn của dân chúng. Trong khi đó, thì trong bài phát biểu sau khi đắc cử, tân Tổng thống Sri Lanka cho biết ông hy vọng có thể giúp đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị hiện nay. Đất nước Sri Lanka đang ở trong tình huống vô cùng khó khăn và những thách thức lớn đang chờ đợi Sri Lanka ở phía trước. Mọi người đang yêu cầu sự thay đổi trong hệ thống. Để tiến lên, chúng ta cần phải đưa ra một chính sách mới. Điều mà người dân yêu cầu ở chúng tôi không phải là nền chính trị cũ. Quốc hội phải đoàn kết khi đối mặt với những vấn đề này. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã đi lánh nạn đến Singapore. Trong thư từ chức gửi đến Quốc hội, cựu Tổng thống Rajapaksa cho biết đã làm mọi cách để đối phó với khủng hoảng kinh tế và nguồn tiền của đất nước đã không còn bao nhiêu khi ông nhậm chức vào năm 2019. Nhiều tháng qua, người dân Sri Lanka phải sống trong tình trạng thiếu thốn thường trực về thuốc men, nhiên liệu và thực phẩm. Quốc gia này hiện đang rơi vào khủng hoảng kinh tế chính trị tồi tệ nhất kể từ sau khi giành được độc lập vào năm 1948 và trong tình trạng vỡ nợ hoàn toàn. Sri Lanka đang hy vọng vào các khoản viện trợ của nước ngoài để thoát khỏi khủng hoảng.